chứ. Hello mọi người hôm nay chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 1056 nào. Trận chiến vẫn tiếp tục, Luffy và Kaido đang hỗn chiến trên tầng thượng. Trong khi hai team đang combat dữ dội thì Orochi và Kanjiro đã tạo nên một con quái vật bằng lửa nhằm thiêu dụi lâu đài này. Lúc này Yamato đang gồng cơ mông hốc cơ đít chạy tới chỗ nhà máy hạt nhân. Cô tin rằng Mono sẽ chặn được hòn đảo, nhưng để chắc ăn hơn cô sẽ dùng năng lực để phòng khi có chuyện bất ngờ ít nhất thì phải giảm thiểu thiệt hại ở cái kho thuốc nổ gây ra cái đã, chứ nhìn mặt thằng Mono có vẻ không uy tín lắm. Thế là cô phóng một mạch đến kho thuốc nổ còn xử luôn cả ba tên lính của Kaido, trong một nốt nhạc. Ở bên ngoài Mono, cũng đang gồng hết sức tạo ra thật nhiều hỏa vân hơn để chống lại hỏa vân, của Kaido. Chuyển cảnh sang kích cậu đang tạo ra một đống ve chai sắt vụn tấn công, về phía Big Mom. Big Mom dùng lửa chặn lại đòn đó, tưởng solo công bằng như hai thằng đi tưởng tốt với nhau thì bất ngờ từ đâu thằng dừng tới ganh. Anh luật bật dung lên lao vào tấn công Big Mom, nhưng đòn tấn công đấy đã bị cha mất chặn lại. Big Mom lúc này kiểu... Đeo huy chương, đeo huy chương, đeo huy chương, đeo huy chương. Ai nhở, ai nhở, ai nhở, cân hai, cân hai. Thấy tấn công cũng vô ích nên kít hỏi lao mày còn giấu bài đúng không? Vì không có thằng nào ngu tới mức đi đập nhau với tứ hoàng, mà không có bài tẩy cả thực chất trái ác quỷ của lao đã được thức tỉnh nhưng anh vẫn chưa quen với việc sử dụng nó lao bảo tao sẽ dùng nó khi phải đối mặt với tử thần thôi vì chiêu này tốn quá nhiều mana nếu giờ mà hết mana là ăn ức với big mom luôn ấy kit bảo mình cũng bị vậy nhưng cứ như thế này thì chả làm ăn được gì cả nên hắn muốn lao sử dụng con bài tẩy hỗ trợ cho mình nói xong kit dùng tuyệt chiêu thu gom phế liệu của mình tạo ra một con quái vật siêu to khổng lồ tấn công big mom chuyển cảnh sang thằng orochi thì hắn đang khá là đắc ý vì phe Luffy cùng với Samurai đang cố giành lại Wano, băng bách thú thì đang đối đầu rằng co với bên Luffy. Thế nên hắn định làm ngư ông đắc lợi, xui bệnh cho Kanjiro tạo ra con quái vật lửa Lao về kho vũ khí của Kaido, và sẽ hủy diệt mọi thứ. Quay về trận chiến của Big Mom với Kid và Lao, tuy rằng Kid đã bật cả Ulti lên dùng, mà vẫn bị một kiếm của Big Mom phá chiêu, Lao núp lùm ở trên nghĩ về lúc nãy Kid bảo hãy bật luôn Ulti hỗ trợ hắn. Lao bắt đầu tạo một bản dung nhỏ phủ khắp thanh kiếm, sau đó nhân cơ hội Big Mom mất cảnh giác cậu xuất hiện phía sau xiên, cho Big Mom một phát xuyên họng. Tuy cú đâm này vô hại, nhưng dung của Lao sẽ tạo ra sóng chấn động từ bên trong, đòn này khiến cho Big Mom không hút thuốc mà mồm vẫn khè ra khói. Trong lúc Big Mom bị Lao xiên cho hộc máu mồm trên thì kít, đã lao lên tạo một đòn địa bộc thiên tinh phiên bản đồng nát bóp chặt Big Mom. Cứ tưởng sau đòn phối hợp đó đã làm cho Big Mom phải thiếp lâm sàng tạm thời, ai ngờ big mom vẫn đứng dậy được thậm chí đòn vừa nãy cũng chỉ đủ làm big mom tức giận thôi kit bắt đầu bốc phét bảo làm bà ta nổi giận có nghĩa là khiến bà ta phải vào mức chân tường rồi lao nói thẳng luôn ngược lại mày mới bị dồn vào chân tường ấy nghe xong thế là hai bên lao vào chửi nhau vì sao đánh hết cụ nó sức rồi mà vẫn méo ăn được big mom nhưng lúc big mom đứng dậy lại bắt đầu bắn tiếng anh như tây bà ta bảo là Life for súp đậu đỏ có nghĩa là mạng sống hay súp đậu đỏ đấy anh em ạ Đúng bị ăn đập một cái nói tiếng Anh còn giỏi hơn, AD bỏ tiền đi học mười mấy năm. Bọn lính bây giờ mới sợ đái ra máu, vì lần trước đã đổ hết cháo đậu đỏ đi rồi, bây giờ mà không có cháo đậu đỏ, thì chắc chắn sẽ bị Big Mom hút linh hồn ăn thay cháo. Thế là toàn bộ linh hồn đám lính gần đó bị hút hết, sau khi hút đủ Big Mom đã tạo ra một đống đội quân bằng linh hồn mạnh mẽ hơn. Mà hình như AD thấy mấy con này có Zinnegan hả anh em, nếu có thật thì bá VL luôn ấy. Còn Big Mom sau khi nuốt linh hồn, thì bà ta càng ngày càng to ra và không biết điểm dừng. Đến đây là hết rồi, nếu anh em mong chờ xem đến tập kít và lao hội đồng Big Mom, thì đăng ký kênh comment chứ đề cho mình biết với nhé. Cảm ơn mọi người nhiều.